Ok, hello, xin chào anh em, chào mừng anh em chúng ta cùng nhau đã quay trở lại với video của mình ngày hôm nay mọi người nhé. Ngày hôm nay thì mình cùng anh em chúng ta sẽ cùng nhau là quay trở lại với cổng game chính là Kawin đó mọi người. Và rất là nhiều anh em có bảo mình là anh ơi chơi thử poker đi. Thì ở đây thì mình thấy là có poker vun vun đúng không anh em. Ngày hôm nay mình sẽ cầm số 4 là 10M. Và chúng ta sẽ chốt lãi ở poker vun vun này nhé mọi người nhé. Ok, không để anh em đợi lâu nữa thì mình sẽ vào ngay phòng lần chuyên đi ha. Ok, cái này là poker bull của nhá, cái là chúng ta sẽ so bài với nhau anh em ạ. Ở đây thì mình anh em nào mà chưa biết chơi ấy, thì mọi người có thể ở đâu phần hỏi chấm biết này. Đây là bull 8 đúng không? Bull 8 mình thắng anh em ạ. Tiếp tục nhá. Ok, các bạn có thể ấn vào phần hỏi chấm mình nhá, các bạn ấn vào phần hỗ trợ. Chúng ta sẽ có thể xem về các cách chơi, quy định mọi người nhá. Ok này. Mình sẽ giành giành hai đi. Thế giành của ai muốn giành cái không? Đặt x10 này là 300.000 đó mọi người. Ồ, phát này thì mình được hình như là bài bài lẻ rồi anh em ạ. Cái 47 cơ. Ấy à. À, phát này hơi dã man nhờ anh em nhờ. Cái này bài mình xấu quá, cái quả 47 đẹp ấy nhờ. 10 này. Q7 này. Quá đẹp luôn, cái quả 47 đẹp luôn. Mình sẽ cố gắng kiếm quả bun bun anh em ơi. Làm cái luôn này. Xin lên cái luôn, xin lên cái luôn anh em nhá. Kiếm quả bun bun cho nó căng cực anh em ạ. À, x5 à. Ôi, bài mình lại bài lẻ rồi. Đen thế nhở. Anh à. X2 à. Ui, tiếng này đứt thôi căng anh em ạ. Không sao, chơi tiếp luôn anh em ơi. Chơi làm cái là mình gỡ được anh em ạ. Phải làm cái là mới gỡ được. À, bun 2 à. À, ông ấy xin làm cái rồi anh em. Đây ván này thì ông ấy xin làm cái anh em nhá. X10 luôn này. Sao phải xoắn. Sao mà phải sợ đúng không anh em? Lại tiếp tục luôn anh em ơi. Đấy, lại vào đây tiếp tục nhá, trình diễn tiếp anh em ơi. X2 thôi. Ông nào muốn tranh cái thì tranh cái đi. Tôi phải rỉa vài tay đã. Ơ kìa bỏ qua này. Kìa mấy con lợn này bỏ qua luôn anh em ạ. Muốn thịt mình như sao nhở? Nãy giờ mình bài bài lẻ hơi nhiều anh em ạ. Chứ là bun 3 rồi. Bun 3, bun 6 mình ăn được hai nhà anh em ạ. Ăn được 500. Ôi nhà kia chạy luôn anh em. Ui hai nhà này ăn được tiền của mình chạy luôn anh em ạ. Ui. Đâu rồi, có ai muốn tranh cái không? Ồ, chắc mình đã đỏ đấy, để mình tranh cái anh em ơi. Để mình anh em ạ. Nhà này to quá anh em ơi. Nào nào. Chơi đi. Bún ba. Ăn được một nhà, ăn được hai nhà, ăn được ba nhà anh em ơi. Ok. Ok, phải được bún ba hơi ít anh em ạ. Đấy, lại lên lại tiền ngay anh em. Có tranh không? Tôi mỗi x1 thôi. À solo à, solo à, mình vẫn ngồi solo à? À ông chọn đi. Tôi bun 1 à. Ui, ông bun 8 à, ui vãi. Ông này bun 8, ông này bun 8 à. Ok, cái này phải có nhiều người chơi cơ anh em ạ. Có nhiều người chơi chúng ta mới có cơ hội ăn nhiều anh em ạ. Đấy, nhiều người chơi, một là có thể chết nhiều, hai có thể là lên nhiều đúng không? À, tham, mình thích tham anh em ạ. Tham lam đi. Rồi, ok đặt đi. Ui, bun 2 ạ. Một nhà. Ui, ông kia có bun 9 kìa, đứt xích của mình luôn, triệu 8 này. Ui, sao nãy giờ mình thấy làm cái có vẻ là hơi đen anh em ạ. Cái như có vẻ là bài toàn bé thôi. Chứ chưa được phát nào gọi là bun 6 trở lên luôn ạ. Bây giờ mình toàn toàn là bun 2 với cả bun bun 3 cái thứ. Chưa phát nào bun 6. Em toàn x5 thôi. Ui dồi. Bài này luôn ạ. Cái đâu? Cái bun 9 á. Ui. Sao người ta cái mà đỏ nhỉ? Sao mình cái nhìn có vẻ hơi đen anh nghe nhở? Anh à, làm tí bun. Làm tí poker bun mà hơi xui ra anh em. Ăn đủ. Bài lẻ ăn được triệu 6 anh em. Ăn được triệu 1 anh em ạ. Hơi vãi. Cả nhà lấy bun 2 mình bài lẻ. Vừa thi làm một cái anh em ơi. Nào 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 nào. Tôi làm cái đó đi. Đang thua phải gỡ anh em ạ. Đang thua nên phải gỡ các bạn ơi. Làm cái cho nó nhanh gỡ anh em ạ. Ui, đây là bun 4 à. Một ông bun 8, một ông bun 9. Ui ôi. Ông mình bun bun mà. Quên, mình cộng nhầm anh em ạ. 6 không 4 thì cứ bảo là 4. Ui, ăn vòng 8 củ.
lên rồi anh em ơi, 10 củ lên 14 củ rồi anh em ơi. Đây rồi, tha ra thêm phát nữa là đẹp này. Ôi mình bun một. Một ông bun 4. Mình bun một anh em ạ. À cũng có hai nhà thôi à? Ôi thoải mái anh em ạ. Hai nhà thoải mái mà đang lãi 4 củ anh em. Ta. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Nào chơi đi các bạn ơi. Các bạn cứ bình tĩnh, các bạn cứ bình tĩnh đi nhá. Nào ai muốn tranh cái không? Để tôi làm cái. Không tranh thì để tôi làm cái, không tranh thì tôi làm cái, được chưa? Tôi tham lam anh em ơi. Ui bún bún. Nhà bún bún, mình bún bún hơn. Ui bún bún ạ, ai kiếp nhờ, bún bún không lại có bún tám anh em ạ, đỏ thế. To thế, to thế. Chết hai tay rồi không, tay thứ ba phải ăn anh em ạ. Chết hai tay thứ ba phải ăn. Phát này không làm cái đâu. À, con vợ kia xin cái à? Khác gì nhau đâu. X5 này. Ui, cái bài 7, bài bùn 2. Cái gì? Cái là bùn mấy? À, cái bài lẻ anh em ạ. Xin 6 lít. Ok, tiếp tục anh em ơi. Nào, cố lên lại 15 mét anh em ơi. Cố lên lại 15 mét cái nào, sẵn sàng đi nào. Cả nhà sẵn sàng, cả nhà sẵn sàng nào. Ok, gọi nhá. Phát này có linh cảm không ta? Không, phát này không có linh cảm anh em ạ. Phát này không có linh cảm, nó đến X1 thôi. Ơ kìa, mấy con vợ này đợi mình đến một ạ, nó chọn đến không ạ. Nào nào nào, úi rồi bún một á, vãi bún hai, à ăn được hai nhà anh em, lại 140, ăn được hai nhà thì mất một nhà, tiếp tục luôn. À, không anh em ạ, mình nghĩ là rồi, sắp rồi anh em ơi, sắp đến thời của mình rồi, làm một quả bún bún thôi là chúng ta thầu luôn anh em ạ. Nào mình nghĩ là tuần bỏ thôi, chơi tuần bỏ thôi, để tôi cũng được. Tôi chiến anh em ạ, tôi chiến các bạn ơi. Bún 1 à. Ui bún bún x20 á, ủa. À đù. Mấy nhân này chơi 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 xấu nghi nào, đeo rắn làm cái anh em ạ. Phèn vãi. Chơi mà không dám làm cái, chơi mà không dám làm cái anh em ạ. Đây rồi. Là mình làm quả bún bún luôn anh em ơi. Nhà này trả mình rồi, trả lại 3 triệu đây. À, lại về 10 củ ngay. Vợ này dám định thịt mình ấy. Ai nhà vào xem mà thế thôi, tôi làm cái đâu, ông thích làm ông thích như nào, ông thích đặt mấy x mấy, ông x5 thì tôi thoải mái với ông, x10 tôi cũng chơi với ông luôn, x mấy x5 à, ui thế vài lẻ rồi vài lẻ rồi, ui ông ấy bùn tám ạ. Ê à, được, cái này chơi nó cứ hơi cân bằng vốn anh em ạ. Rồi xong các bạn luôn anh em ơi, rồi xong các bạn luôn, bùn bùn luôn anh em ơi, vừa mới nói xong 5 triệu ok anh em ơi, 14 triệu rồi à. Thôi được rồi anh em ơi, hôm nay chốt lãi 14 triệu rồi anh em, lãi 4 triệu rồi anh em ơi. Cầm 10 triệu lãi 4 triệu là đẹp rồi anh em ạ. Lãi gần được vốn rồi anh em. Đó, anh em nào thích chơi cái trò bún bún ấy thì mọi người nhớ là vào ngay cái cổng game Kawin anh em nhá. Hiện tại thì đang có khuyến mãi là nạp 50k thì khuyến mãi 20k Momo. Nạp 50k thì khuyến mãi 100k thì khuyến mãi 30k Momo. Và nạp 500.000 thì khuyến mãi 50k Momo mọi người nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.